Chào các bác nông dân, hôm nay em xin giới thiệu một sản phẩm cực kỳ hữu ích cho vườn cây nhà mình, Mantus, giải pháp diệt rộng rêu, nằm khuẩn hiệu quả. Các bác có gặp rắc rối với rộng rêu và nấm mốc không? Chúng bám đầy cây, làm cây yếu ớt, khó phát triển, năng suất mùa màng cũng giảm sút. Đừng lo, Mantus sẽ giúp các bác giải quyết vấn đề này. Mantus không chỉ đơn giản là phân bón vi lượng đâu ạ, nó còn có khả năng diệt sạch rộng rêu và nấm khuẩn mà vẫn an toàn cho cây trồng. Nhờ vậy, cây sẽ khỏe mạnh, xanh tươi, cho năng suất cao hơn hẳn. Cách dùng Mantus cũng rất dễ. Các bác chỉ cần pha loãng với nước theo hướng dẫn trên bao bì rồi phun đều lên cây là được. Nhớ đeo găng tay và khẩu trang khi sử dụng để đảm bảo an toàn nhé. Không chỉ diệt rộng rêu, nấm khuẩn, Mantus còn giúp đặt thêm màu mỡ, rễ cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Vừa giúp cây phát triển mạnh, vừa tiết kiệm chi phí phân bón, lời ca đôi đường. Các bác hãy dùng thứ Mantus và cảm nhận sự thay đổi nhé. Chắc chắn vườn cây nhà bác sẽ xanh tươi, khỏe mạnh và cho mùa màng bội thu. Để tìm hiểu thêm và đặt mua Mantus, các bác truy cập website dedoplant.vn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Nhớ bấm thích, chia sẻ video và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.